các bạn. Mình tên là Vi. Hôm nay thì mình mới đi phỏng vấn và mình nhận được visa du học. Thiệt ra thì lúc đầu đi phỏng vấn thì mình cũng có hơi lo chút, tại vì mình thấy lúc mà đi vô xếp hàng á, người ta mình nhìn qua bên, lúc mà đứng ở dấu vân tay, mình lấy dấu vân tay thì mình nhìn qua bên trái này, mình thấy người ta đi ra, người ta cầm cái hồ sơ trắng mà mặt họ xìu xuống như thế này, cái mình mới kêu chết rồi. Mình thấy lãnh sự đợt này khó lắm, cái mình mới đi vô phỏng vấn, cũng hay là gặp chúng người lãnh sự cũng không khó lắm mà cũng không dễ lắm. Rồi lúc đó thì mình đậu visa rồi. Đậu visa thì mình vừa cười vừa khóc, không biết cười hay khóc nữa. Nói chung là mừng á. Mình thì cũng không có lời khuyên gì, nhưng mà ý mình là mình tới đây thì mình được chị Kim là hướng dẫn làm giấy tờ cho mình, với lại mình cũng có được anh Khôi họ dạy phỏng vấn, bày cho mình, hướng dẫn cho mình cách trả lời, cho nên lúc vô thì mình cũng có lúng túng, nhưng mà ít ra cũng còn biết đường xoay sở. Thì ra thì cái quá trình học phỏng vấn của mình đó thì cũng mình học 2 buổi hay 3 buổi gì đó, nhưng mà nói chung là lúc học xong thì anh Khôi cũng có tổng kết cho mình, sau đó mình lên mình gặp chị Kim thì chị Kim cũng có chỉnh sửa lại cho mình lần nữa, rồi dò lại lần nữa, rồi đến lúc đi phỏng vấn thì trả lời như vậy. Nhưng mà nói chung là cũng không có phải là trả lời y chang như trong đó, cũng phải tự nhiên, cũng trả lời mấy câu trong đó, nhưng mà ý là phải không phải là học thuộc lòng, là cũng vừa nói vừa nói mà thái độ vừa tự nhiên đó. Nhưng mà vậy mình cũng không biết nói sao, nhưng mà lúc mà họ vô họ cũng không có nghe nhiều lắm, họ chủ yếu là nhập máy tính. Mà lúc mình vô mình phỏng vấn á thì họ không có coi cái giấy tờ kinh tế của mình, họ chỉ coi cái passport nè, học bạ với lại E20, coi có vậy thôi. Là rồi hỏi mình qua bên đó là mình làm cái gì, rồi mình học cái mình học ở cái trường nào. Nói chung là hỏi cũng nhiều lắm, có 5 phút mà hỏi quá trời hỏi luôn á. Mình muốn qua Mỹ học tại vì mình có họ hàng mình cũng học ở cái trường đó, thì anh họ mình giới thiệu cho mình qua đó học. Và mình qua đó thì mình học trung học. Thực ra thì dịch vụ của công ty thì hướng dẫn rất là chi tiết và làm hồ sơ rất là đầy đủ. Lúc mà các bạn vào phỏng vấn á thì cũng tự tin lên, bình thường lên. Nhưng mà nếu mà số mà nó xui ấy, thì nó rớt thì nó cứ rớt, còn nếu mà đậu thì hên thì đậu thì nó vẫn cứ đậu. Nhưng mà lúc mà đi vô mấy, thực ra thì lãnh sự nói cũng dễ nghe lắm, tại vì có cái loa mà họ đó, mà cái loa dễ nghe cũng to rõ. Nhưng mà mình thấy giống như là lúc mà mình vô trả lời mình nói dài quá họ cũng không nghe hết đâu. Nói tóm gọn rõ ràng là được rồi. Chúc các bạn thành công.